Giao thông cho tín hiệu tăng tốt trở lại sau hai phiên giảm mạnh đầu tuần. Vậy nhà đầu tư đã được như thế nào? Hãy cùng đón xem trong video sau đây ở ngày 24. Tôi là Nguyễn Thịnh, chuyên viên tư vấn đầu tư, sẽ đồng hành với quý vị trong video ngày hôm nay. Đến với nội dung chính ngày hôm nay, nhìn vào đồ thị chúng ta phải thấy giá dầu sau hai phiên giảm mạnh đầu tuần, với mỗi phiên giảm là 4% đến 5%, thì đã có nhịp phục hồi nhẹ trở lại trong phiên qua với nhịp tăng 1% và đang có biến động khá là mạnh, tạo hai dòng nến rất dài trên và dưới. Tuy tín hiệu chưa quá tích cực nhưng đây cũng là một dấu hiệu khả quan sau hai phiên giảm mạnh trước đó, và thậm chí trong phiên nay giá tiếp tục bật tăng gáp lên từ đầu phiên, nhà đầu tư có thể ưu tiên mua trong thời điểm này. Trong phiên nay thì chúng ta cùng nhìn vào đồ thị 15 phút để hơi tìm điểm giao dịch. Trên đây chúng ta có thể thấy là giá dầu đang duy trì một xu hướng tăng tương đối tốt trong từ cuối phiên qua. Nhà đầu tư có thể chờ mua khi giá bật tăng vừa lên trên vùng giá 74,8 với lệnh dừng lỗ dưới vùng 73,8 và kỳ vọng chốt lời nhà đầu tư chốt trên vùng giá 76,577. Đối với lệnh này, nhà đầu tư ăn được 1.500 đến 2.000 đô. Còn trong trường hợp mà giá giảm mạnh thì nhà đầu tư hãy mở bán, nhà đầu tư hãy chờ bán khi tham thủng vùng giá 72,873 này, đặt dừng lỗ ở trên vùng giá 74 và kỳ vọng chốt lời nhà đầu tư chốt ở dưới vùng giá 71,571. Đối với lệnh này, nhà đầu tư ăn được 1.500 đến 2.000 đô. Trên những nhận định các tiêu vào 24 và hàng dầu thô thì nếu quý nhà đầu tư được ích, hãy lại tôi một like và subscribe để có thể nhận tin mới nhất về thị trường. Chúc quý nhà đầu tư ngày mai thành công.